Chào cả nhà. Qua hàng đi mua cái tay lưới nè, mà không biết sao mà hôm gió quá thì hàng treo trên đó rồi rớt xuống. Mấy anh kia nhà này nè lôi xuống làm sao mà sáng hàng đi chăn lưới phát hiện ra, ủa lưới mình đâu rồi. Ra là mới nhớ chực lại, chắc hai anh nó lôi đi rồi đi kiếm thì dính. Trời ơi, vừa nước vừa gì cái đấy, nó lôi vô ba cái bụi dừa nước quá trời, chịu hết nổi mấy anh này. Mình sởi ra để xuống nước cái nó dính cục cục lại khó lắm. Để đi qua bên này, qua bên này nè Văn. Sao đây lưới mới luôn cả nhà, ui sâu, còn sâu với ta. Khó mày
con. Ủa sao chỗ này nó sâu dưới kìa Bình? Sâu lắm. Sâu ha. Sâu hơn mãi mà. Sâu hơn. Mẹ biết bơi mà. Ngoài này chị chích đi vô trong. Vô trong này thì không có. Tại vì ở đây là cái bờ sáng. Bờ sáng múc nó sâu. Đầu kia không coi á, đầu kia không có như cá nâu vậy á, nhớ mà mẹ chai sao mẹ chai sao rồi hái rau xong nè cả nhà ơi, chứ được ít cá nè, đây được ít cá với thằng hái được nấm rau. Bây giờ mình vô mình kho cá với
mình làm cá đằng kho với mình luộc nấm rau này cả nhà ơi. Hái đợt nhân lòng hái có một chút à, cầm thấy có một nấm mà sao về nhà bung ra nhiều dữ vậy nè. Còn đây là con cá. Đây. Cá nãy nhân lưới nè. Đó. Bây giờ kho. Mình kho làm cá kho với lặt rau này nè. Hằng lặt rau này mình hái đem về là mình phải lặt mấy cái cọng cái tai này của nó ra nè, dai lắm, mình ăn cho nhé. Anh Hằng mà lặt rau này về là Hằng phải lặt mấy cái tai này ra để nào Hằng đi sửa cái máy may lại, xong rồi Hằng sẽ trổ tài may đồ cho cả nhà xem nha. Không rồi định may mấy bộ thêm mấy bộ bà ba nữa để mặc á, mà cái máy nó hư rồi, bây giờ về Hằng chưa đi sửa đồ mấy bộ bà ba của Hằng mặc đó là bà Hằng tự may không, ngày xưa Hằng biết may đồ mà sau này nhức lưng nên Hằng nghỉ, nên bữa nào trổ tài cho cả nhà xem. Chị cả nhà cắt luôn đó, Hằng may biết may nhiều lắm, đầm đồ tây, đồ đầm đồ tây, áo dài, áo bà ba, Hằng đều may được hết. Cái đợt nhãn lồng này mỗi khi mà mình rửa là nó ra như cái bọt vậy. Nước này Hằng đem tưới rau. Cá mà mình đem lên tưới rau tốn lắm đó nha. Hằng rửa cá đâu rồi là Hằng hay có đem đi ra ngoài để rửa, để tưới lắm. Đây được ít cá nè, Hằng làm sạch sẽ nè, ngon rồi đó. Đó. Đây thì rau, giờ Hằng cho vô cái dao nhỏ này nè, Hằng đem đi kho cá trước đi, bữa nay Hằng kho cá trước rồi Hằng mới luộc rau xong Hằng nấu cơm. Thì bình ăn cay cũng được, hơi cay ăn tội nghiệp. Hà tội nghiệp. Như đây đủ hai mẹ con ăn này. Nay anh Tâm đi công chuyện, anh chưa có về. Hai mẹ con nấu cơm ăn trước. Chút những cái đầu hốt luôn. Giờ trái dữ rồi. Giờ Hằng để cá lên. Dạ. Con này là con tôm. Nay kho một nồi cá 5-6 thứ cá luôn. Này củi tre này trái quá trời trái luôn.
để mấy cá mấy trái ớt vô cho thơm thơm thôi, chứ không có để sắt, bữa nào có băm ớt đi. Luộc rau bên bếp này lên, còn nấu hai bếp cho nó lẹ. Cá lượng chín à, cũng để lửa riêu 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 thôi chứ không có để lửa cao quá, để lửa cao quá nó áp quá, nên để riêu riêu cho thấm từ từ. Chị hai trái ớt vô. Nhà hết tiêu rồi bữa nay. Nước sôi cả nhà, nước sôi giờ đi ra lấy rau. Rau đổ vô luộc luôn. Rửa rồi tươi trong ngon ghê. Đang nấu cơm bằng nồi đất, hai mẹ con nấu cơm bằng nồi đất. Rồi mình bắt nồi cơm lên. Cái nước này chút xíu nó hằng hằng uống luôn, uống cho nó mát. Chà, uống nước này rồi ngủ dữ lắm á. Lấy nước này uống luôn, chút xíu nó chắc nêm, một xíu bột ngọt tôi làm canh luôn. Nay Hằng nấu nồi đất. Nấu này nãy Hằng nấu có lon gạo à. Cái nồi đất này được có lon gạo cũng đủ rồi. Gần chín rồi đó. Giờ Hằng bớt lửa ra. Cái nồi đất này là hôm bữa rửa sau nó bể cái nắp rồi, cho nên bây giờ phải lấy nắp khác. Cái nồi đất thì nó dễ bể lắm nha ơi. Rửa dao bay lại là bể. Bớt lửa ra hết rồi nè cả nhà. Lấy củi ra hết luôn. Nếu mà còn củi cháy là mình phải lấy ra hết luôn chứ để sợ nó cháy khét. Bây giờ mình xới lên. Xới lên cơm cho nó chín đều, tại cái này nhỏ quá. Cái son này nhỏ quá. Mẹ nấu nồi đất nè. Mẹ bớt cơm cho mình ăn. Lúc mẹ cũng nấu nồi đất thì... lúc trước mẹ cũng nấu nồi đất, con ăn một lần đó rồi. Ở gần nhà dì Sương á. Đây. Bên ngoài cả nhà ăn cơm đi con. Có mời cả nhà ăn cơm. Giỏi quá. Mời cả nhà ăn cơm. Cơm cả nhà. Con cá chốt. Trứng ngon. Chấm nước. Con về. Ngon. Đại rau nhiều tốt. Này nước này là mẹ lấy một hồi mình hấp luôn. Ngủ được. Lấy nó luộc làm canh luôn.
Mày lấy xương cho. Bắt chừng xương. Xin con. Rồi, sạch không à? Được ngăn lòng chấm với cá thôi. Ngon. Bình giỏi, Bình biết ăn rau. Còn anh hai anh ba nữa không biết ăn rau. Nước canh à. Uống nước cái này hồi chắc ngủ quên, ngủ quên luôn. Con hấp thử là được không nha? Được không? Cũng được. Hả? À? Cũng được. Cũng được hả? Ừ. Như nước thuốc đúng không? Mình thấy là giật đường vậy. Ừ. Giật đường. Tâm không? Lên tâm con nha. Dạ. Lộn con hết vậy. Ừ. Ngon quá. Cá đục không? Ừ. Cá này ngon. Bụt ngon. Bới thêm miếng cơm. Ngon. Thứ hai con học hả? Dạ. Cái đục mỡ luôn. Ngon. Ơi dễ kiếm đồ ăn. Sạch câu ra câu cũng có. Ừ, lấy lưới đi dân cũng có. Chút xíu là có ăn. Còn củi thì đi qua, đi ra ngoài qua vòng vòng chút là có. Có củi chậm. Củi nấu cơm. Đầu béo. Có ăn luôn. Cái đầu nó. Là mát mẻ. Nó bình thi rồi, được nghỉ ở ngoài này chơi. Ăn cơm không có đợi xuống tắm đó. Hả? Đau ngon.
chèo. Tụi con mình sẽ ăn cho hết. Ăn canh này. Con hấp được canh này không? Chút nữa con hấp miếng hả? Bé Bình hay nước này cũng hơi nhẫn nhẫn, nhờ bé Bình uống cũng được, uống cho mát. Chào cả nhà.